đây. Thật là tuyệt vời luôn. Đây là ba cái áo. Cái CC đang mặc là medium, cái này là medium, cái này là X-more. CC mặc X-more vừa y luôn. Thật là vừa luôn, X-more. Còn đây là hai cái medium. Cái medium này nó rộng nè, các bạn thấy không? Bụng các bạn to to một chút, khoảng 10 phân đi, hơn CC 10 phân, thì cái thun này nó sẽ ôm cái bụng các bạn. Tại vì cái này nó là cái bo nhưng mà nó luồn sẵn cái dây thun ở bên trong rồi. Đó thì là cái độ co giãn nó như vậy. Còn những cái áo mà nó có cái bo khác là nó bo của cái mình vải thôi, chứ không phải là người ta để cái cọng dây thun vào như vậy. Đó thì bây giờ mình có một cái size small, hai cái size medium. Cái size small con CC lấy rồi. Đây, đó, nè, ngực 90, mặt rộng thoải mái luôn. Đây là những cái áo các chị em thiếu chiều cao. Bạn rất cần mua là tại vì sao? Vì nó ngắn tới ngay cái eo của các bạn. Các bạn mặc quần tây, mặc quần jean, mặc với váy, mặc với đầm như vậy. Cái này là đầm đó, đây là cái đầm ôm nha. Đầm hai dây sát nách, đây là cái đầm ôm. Cái đầm này rộng lắm. Cái đầm này CC mặc được, nhưng mà để chút xíu CC cởi ra cho các bạn xem coi lý do vì sao mà không được ha. Nè, các bạn nhìn như vậy thấy CC mặc rất được đúng không? Nhưng mà khi cởi ra các bạn sẽ biết là nó không được. Đây. Thành ra khi các chị em mua như vậy nó lợi cho mình lắm. Ban ngày các bạn đi trời chưa có lạnh, các bạn có thể dùng cái áo cột ở trên cổ hoặc là cột ở dưới bụng. Đây là cái loại mình vải cột ở dưới bụng được. Tới khi lạnh rồi các chị em mặc vào. Đây là áo nỉ. Nè, các bạn thấy không? Nó tự động nó đổ. Nó rất đẹp luôn. Ngực 90 nha. Rộng rãi thoải mái như vậy. Rộng lắm. Dây kéo. Mịn, mát vô cùng. Thì bây giờ CC sẽ cởi ra. Đó. Cái áo đầm này nó là size medium nhưng mà cái vai này nè nó dài quá, thành ra chị em nào mà cao thì các bạn mới có thể mặc được cái đầm này, còn nếu không thì đưa ra thợ may kêu họ cắt, cắt ít nhất phải lên tới 5 phân luôn đó. Đó, bây giờ CC kéo lên thì nó vừa vừa cổ vừa nách vừa hết luôn. Cái mình thun này là các chị em nên mua, tại vì cái mình thun này nó dày đó, nó cover được cái bụng của các bạn. Rồi các bạn mặc những cái áo lửng như vậy che lại. Cái lưng của CC ngắn mà cái dây áo này nó dài quá nè, các bạn thấy nó tuột tuốt xuống như đây luôn, ngửa cái ngực CC luôn cho nên không có được ha. Cái dây nó dài quá. Nhưng mà cái mình thun này là các bạn nên mua đó. Có một cái một à ha, size medium. Cái mình thun nó dày lắm, cho nên nó ôm được cái bụng các bạn đó. Rồi mua cái áo này luôn. Đây. Các chị em cột như vậy là đúng kiểu của người Mỹ trắng cột ha. Đó. Ví dụ như các bạn đi đâu đó cột như vậy ha. Rồi, các bạn có chiều cao, các bạn có chiều cao thì các bạn cột ở dưới eo. Đây là cái loại áo cột, cho nên là các bạn có đi cũng không sợ nó cột đâu. Như vậy. Có chiều cao thì cột ở bụng, không có chiều cao thì cột ở vai. Hoặc là bụng các bạn to đó mà các bạn muốn buộc để che bớt cái bụng lại cũng được. Nhưng mà nhớ, nếu thiếu chiều cao thì phải ở trên này nó ngắn ngắn nha, gấp nó làm hai làm ba gì đó, chứ đừng có để nó dài thòng lòng ở dưới nó che mất cái mông đi là không đẹp đâu. Bộ này size medium, một cái áo nữa size medium và một cái nữa là size small. Và tiếp theo đây, cái này là chắc chắn là không phải size của CC đâu ha, nhưng mà CC mặc cho các bạn xem. Cái áo vest này là hiệu Paul Lagerfeld, thương hiệu của Pháp.
Size 4, 189 đô. Đây là cái áo vest mà các chị em nào mà thường hay mặc vest là nên mua. Vì cái này hiện tại bây giờ các bạn vào sát phíp các bạn xem, giá không bớt một sen nào luôn. Không có ót một đồng nào hết á, vẫn là 189 đô. Nhưng mà lúc CC mua được là 50% ót. Cái áo vest này các bạn có để mấy chục năm cũng y như vậy. Thường á, mà mặc những kiểu vest như vậy là các chị em cao, các chị em mặc mới đẹp. Còn các chị em thấp người thì không bao giờ mua những cái loại vest nó dài như vậy. Mà chúng ta phải mua những loại vest nó ngắn thì mới mặc được. Cái này dành cho các chị em cao. Mét xấu là các bạn mặc đẹp lắm luôn đó nha. Dài như vậy nè, sang lắm. Mà nhất là thương hiệu này nữa. Ho Lagerfeld. Thật là sang trọng. Các chị em mặc đầm đen hoặc là mặc nguyên một bộ đồ tây đen ha. Đó, là đây nha. Một cái duy nhất. Rất là sang. Cái áo vest này trên cả tuyệt vời luôn đó. Size 4, vài chục đô. Xuất sắc luôn đó các bạn. Là đây. Đây, đây chỉ là cái áo thun thôi. Cổ rất là đẹp luôn. Cổ này nó cao đó. Cổ bẻ như vậy. Giống như cổ lọ vậy đó. Nhưng mà không phải đâu. Nó là cái cổ bẻ ra như vậy. Thun. Thun này mặc cho mùa thu. Ở dưới áo này có cái bo. Áo này mặc vào cũng rộng rãi, thoải mái. Che được cái bụng. Cái bụng to to một chút. Mặc được. Áo này. Áo thun nha. Chỉ là áo thun thôi. Thì các bạn mặc với những cái dạng váy ôm như vậy nè. Dài hoặc là ngắn. Váy jean. Hoặc là váy thun, hoặc là loại váy này nè. Với cái áo này, đẹp lắm. Hồi đó CC có mặc thử rồi đó. Nhưng mà thôi bữa nay không mặc nữa, chui ra chui vô mệt quá. Bữa nay review nhiều đồ theo yêu cầu các chị em lắm. Thì đây là cái áo các bạn cần mua dành cho các chị em có cái bụng to. Nhớ CC dặn, các bạn size nào thì cái đó mới đúng size của các bạn. Còn cái vấn đề bụng to là nó to theo cái size. Thí dụ như bạn size small, bụng bạn to thì là bạn mua cái áo này. Còn bạn size medium mà bụng bạn to thì có thể là bạn không mặc được cái áo này. Vì cái này nó là size small. Các bạn cứ nhớ như vậy dùm cho CC chứ đừng có lộn. Các bạn nghe lộn. Cứ nghe CC nó bụng to là các bạn nói ô mình bụng to đó mình mua. Tới khi CC hỏi ngược lại, chị ơi em ơi size gì vậy? Trời ơi em nói size ra chị nói sao mặc được. Đó, thành ra phải nhớ mình là size gì. Còn cái bụng to, bụng nhỏ là chuyện khác nha. Thì cái này size small, bụng to. Áo này nó có cái bo cho nên mình mặc kéo lên, rút rút lên. Cái bo nó nằm trên cái bụng của mình, đẹp, che được cái bụng đó. Áo này nè. Cái áo mà xuất sắc nhất các chị em nên mua. Các chị em nào có tướng sang thì hãy mua. Còn tướng mà tưng tưng giống như CC là không mua. Vì cái tướng của mình không có mặc được những cái kiểu sang như vậy. Áo này các chị em mặc với váy này nè, mặc với quần tây, mặc với quần jean, nhưng mà mặc với quần tây, mặc với váy là đẹp nhất. Áo này với lại cái váy CC đang mặc là cùng một thương hiệu đó. Ở bên trong các bạn mặc, để CC mặc luôn, khoác thử một cái đi. Giờ như vậy, cái áo kim tuyến này nè là thun mỏng lắm, hiệu DKNY. Cái áo khoác này nó là dạng vest á. Ở bên trong họ may lót hết rồi cho nên bằng mặt nó sẽ không bị nhột, không bị gì cả ha. Cái áo này nó là mình vải bố. Áo này với cái váy là cùng một thương hiệu. Áo này CC đang mặc là size small. Còn hai cái kia là như size lớn đó, chút xíu CC cho các bạn biết size. Dài như vậy nè. Cái áo này các bạn lưu ý nó có cái bo. Đây là cái bo thun. Nó có cái độ co giãn thun. Khi các bạn cài nút rồi thì cái bo nó sẽ nằm trên cái phần bụng của các bạn và cái này nó phùng nè, thấy không? Nó tự động nó phùng, nó đổ cho nên nó che được cái bụng của các bạn. Đây là ba cái áo mà các chị em rất là cần phải mua. Nhất là các bạn thiếu chiều cao và có cái bụng to. Ba cái áo này là xuất sắc luôn đó. Đây, và là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Cái áo này đó nó được ở cái gì? Được ở cái bo. Cái bo này bo thun nha các bạn.
Thì khi các bạn mặc vừa đúng, đó, cái bo này, nó ôm cái lưng, nó ôm cái bụng của các bạn. Cái phần này nó phùng lên, mặc dầu nó là vest, nhưng mà hay thiệt là hay luôn, thì phải công nhận. Thường á, cái mình vải này làm sao nó đổ được, vậy mà nó đổ xuất sắc cái áo này luôn. Phải rộng quá CC không cách nào mà cài lại cho các bạn được. Thì các bạn cứ nghe CC nói, nó có bo, thì cái bo đó nó phải nằm trên cái bụng to của các bạn thì ở đây mình mới ăn gian được. Cái CC đang mặc là size 6. Áo này thì hơi nặng ha, size 8. Cái này là size 12. Tức là mình có 3 cái, một cái size 6, một cái size 8 và một cái size 12. Các chị em nên mua đó, rất là nên mua cái áo này. Vừa sang, vừa đẹp mà thương hiệu nổi tiếng, để một chục năm luôn, cũng không ăn nhầm gì cả. 118 đô một cái áo là các bạn biết đắt tiền như thế nào rồi. 50% off. Nghe lời xin mua cái áo này, đáng đồng tiền đó. Nhất là các bạn thiếu chiều cao và có cái bụng to nha. Đây, ba cái. Size 6, size 8, size 12. Còn cái áo này CC đang mặc là size small, hiệu DKNY. Cái váy này là size small cùng thương hiệu với lại cái áo vest này. Mùa thu các bạn mặc như vậy, tới mùa đông các chị em vẫn mặc như vậy, nhưng nhớ mặc cái bộ đồ ấm ở bên trong. Đầm này là hồi cách đây vài tháng bán nhiều lắm đó. Mùa hè mà cũng nhiều chị em mặc đầm này lắm. Thun này không có dày, nhưng mà nó là một cái loại thun, nó không có thấy những cái nấm mỡ của mình, tức là nó không có ôm lại đó. Nếu được cái tay áo mà nó đẹp như vậy, bây giờ màu đen thì các bạn không nhìn thấy được rồi, nhưng mà cái tay áo này đẹp lắm, họ may xếp ở chỗ này nè, rất là đẹp luôn. Rồi chỗ này là tay như vậy, ngay cái phần này là cực kỳ đẹp. Thì mình lợi dụng cái tay áo đẹp, mình khoác cái áo này, khi mà chiều xuống thì bắt đầu lạnh rồi. Đây, quá tuyệt vời luôn. Cái áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, nhẹ lắm, nhưng mà nhiều người thử quá rồi, cho nên CC thấy cái cổ áo nó dơ hết, cái chỗ này nó dơ, nó dính phấn á, dơ rồi. Nhưng mà vì nó là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, nó đắt tiền mà nó on sale 50%, mà nó đẹp cực kỳ là đẹp. Cái này là hai cái chống ẩm đó, rất là đẹp. CC mê cái áo này ở cái gì các bạn biết không? Các bạn nhìn kỹ nè, các bạn có thấy cái phần ở bên eo này nó là thun không? Các chị em nào to mà không có eo, các bạn có thấy bên này nó là thun không? Cho nên khi các bạn mặc nó vừa, nó ôm người các bạn cực kỳ đẹp. Cái áo này nè, cho nên nó dơ CC vẫn lấy đó các bạn. Thì thường những cái màu này thì chắc chắn là mình phải dry clean rồi, bẻ cổ ra như vậy cũng được, bạn muốn mặc cổ lên như vậy cũng được. Có hai cái túi xuất sắc cái áo này luôn, và cái đầm luôn. Bộ này là quá đẹp luôn, bộ này là size small, hai thương hiệu khác nhau. Cái áo khoác này CC mặc rộng lắm nha các chị em, mặc bụng hơn CC 10 phân vẫn mặc được. Với lại cái phần này nó thun nữa, các bạn ăn gian size được. Bộ này là quá tuyệt vời rồi đó. Bạn muốn mua cái áo khoác thì bạn mua, bạn muốn mua một bộ thì bạn mua ha, mua cái nào cũng được. Đẹp trên cả tuyệt vời. Kiếm được những cái áo như vậy, thương hiệu nổi tiếng mà sát nách, mà mùa này nữa là cực kỳ khó luôn. Áo này mà có tay, bạn dễ tìm đó. Sát nách, bạn rất là khó tìm. Đã vậy nó còn thêm cái thun để nó ôm cái eo của các bạn lại nữa. Tuyệt vời luôn đó. Nhờ cái thun này
mới thấy được cái đường cong của các bạn. Ngực, eo, mông. Nếu nó không có cái thung đó thì nó suông. Đây là màu trắng kem, cực kỳ đẹp luôn. Trên cả tuyệt vời luôn. Đó. Bẻ cổ ra như vậy, đeo cái sợi dây chuyền dài như vậy. Trời ơi, đẹp chết người luôn. Size small, bụng to to, mặc được, đừng quá to thôi ha. Và tiếp theo đây, trên cả tuyệt vời đúng không ạ? Đó, kiểu CC mặc đồ là như vậy các bạn. CC sorry với các bạn, cái áo này là size large lận. Nhưng mà hồi nãy CC tưởng là size small, cởi ra mới nhìn thấy hiệu DKNY size large. Cái lớp kim tuyến ở ngoài thôi, ở bên trong nó không có cái gì là kim tuyến, cho nên mình mặc nó không có bị sót đâu ha. Đây. Và đây là ba cái áo đẹp trên cả tuyệt vời. Đây là thun len. Cái CC đang mặc là size X small, rộng rãi, thoải mái vô cùng. Áo này là bắt buộc CC phải mặc X small là tại vì nó mới vừa ngay cái lưng váy của CC. Còn nếu CC mặc small, medium cũng vừa nữa. Nhưng mà cái phần này nó lại bị dài, tại vì CC thiếu chiều cao, tại vì CC lưng ngắn. Đó, thành ra là CC cần phải mặc X small. Nhưng mà small, medium CC đều mặc được đó các bạn. Cái này nó là dạng thun len mà, nó giãn. Thật là tuyệt vời. CC để lại một cái để mặc. Có thể là CC mặc X small hoặc là small. Còn cái medium với lại một cái đó thì các bạn nào muốn mua thì mua ha. Đó, các bạn thiếu chiều cao thì hãy mặc như vậy dùm cho CC, những dạng áo như vậy. Mặc với quần tây, mặc với quần jean. Cô em này nè, em mua mấy cái quần tây màu nâu của chị đó, thì đây nè, đây chính là cái áo mà em cần. Mặc với lại cái quần tây nâu, hoặc là mặc với quần tây màu kem nha. Các chị em nào mà có quần tây màu kem hoặc là màu nâu đó thì bằng mặc với cái áo này là tuyệt vời luôn. Và cái váy này thì quá đẹp rồi đúng không? Váy này là voan lưới size small. Đây là loại váy sang. Nhưng mà mùa thu với váy này, với cái áo này thì các chị em cần mang giày bít mũi. Quá đẹp. Thật là dễ thương. Váy này thì dễ mặc áo lắm nha. Áo nào các bạn cũng mặc được. Ví dụ như không lạnh thì các bạn có thể mặc những cái áo kiểu khác của các bạn. Trên cả tuyệt vời. Ba cái áo, CC bán hai cái thôi, để lại một cái áo. Còn cái váy này CC có rồi, cho nên chị em nào muốn mua thì mua. Cái này CC có hai cái, đều là size small hết. Cất luôn à, cất vô thùng luôn à. Cô em này nè, em hỏi chị cái áo này đúng không? Áo này dành cho các chị em có cái bụng to. Size small, size 4, size 6 đều mặc được vì nó rộng lắm. Mình vải này, vải gì đó không biết, nhưng mà nó cũng mát lạnh nè. Đây là dây rút ngay phần bụng. Bụng tới đâu, mình rút vào tới đó. Cái phần này nó che cái bụng của mình rồi nè. Áo này là màu cực kỳ đẹp, mà ở trong phone nó ra màu kỳ quá luôn á. Không hiểu luôn. Cái này là màu giống như vàng vàng xanh xanh á. Trong phone nó màu nó ra kỳ quá xíu. Áo này hồi đó có mấy cái bán rồi, thương hiệu nổi tiếng lắm nha các bạn, nổi tiếng trên thế giới đó. Đây cũng là dạng vest giả đó. May theo kiểu vest. Thích nhất là cái phần nhúng. Mặc với quần tây là đẹp nhất. Rồi mặc với lại quần jean thì ok thôi. Jean mà kiếm jean trắng, jean màu kem thì đẹp. Còn jean màu xanh thì màu nó bị chổi. Mặc với quần tây đi. Mặc với quần tây hoặc là suy nghĩ quần tây. Quần tây đen thì nó cũng hơi chổi. Quần tây kem
hoặc là quần tây màu cà phê sữa cũng được. Tại vì cái màu này nó đi với lại màu kem và nó đi với lại màu cà phê sữa. Màu của 2014. Các bạn nhìn cái nút áo thôi là các bạn mê rồi. Thấy không? Như là một chiếc hoa tai vậy đó. Áo này thì cực kỳ sang rồi, miễn ba lốt. Đẹp lắm. Size small mà rộng lắm. Và tiếp theo, quá là xinh đẹp luôn đúng không ạ? Trên cả tuyệt vời. Áo này là lông nhưng mà nó là lông xù. Các bạn nhớ là lông xù nó luôn luôn đắt tiền hơn là cái lông mà các bạn sờ nó mướt, thật là mướt ha. Lông xù thì hơi khó mua. Đây. Dễ thương quá nè. Như vậy nha các bạn. Các bạn muốn thắt cái beo. Như vậy nha các bạn. Đáng yêu và dễ thương vô cùng. Áo này thì suy nghĩ là các bạn size small, small, medium đều mặc được. Áo lông xù. Thật là đẹp, lông xù hiếm lắm. Chị có một cái một à. Áo này mua từ hồi năm ngoái để dành tới năm nay đó. Áo này là size medium. Thật là xuất sắc. Cái áo lông xù này ha. Đẹp lắm, CC thích lắm, đẹp lắm. Thì không bạn nào mua CC mặc thôi. Và đây. Đây là cái áo đầm mình vải thun. Đơn giản, rẻ tiền, dễ mặc. Mặc với lại những cái áo khoác sát nách. Như vậy đủ đẹp rồi đó các bạn. Mang về bút, màu kem, màu da bò. Đều đẹp ha. Bạn muốn thắt cái beo da thì bạn thắt nha. Còn bạn không muốn thắt thì thôi. Đầm này size, không biết size gì nữa, nãy quên không nhìn. CC ghi cho các bạn ha. Đẹp quá, CC mặc vừa. Hơi rộng tí nhưng mà ok. Nó rộng nữa sợ mất công là mình ngồi nó thấy cái bụng. Cho nên như vậy là được rồi các bạn. Thật là tuyệt vời đầm này. Mặc thật là thoải mái. Đơn giản. Thun này dày nha các bạn. Đây là thương hiệu thời trang ở Mỹ. Phải mang giày bút ha. Bắt buộc phải mang giày bút. Hoặc là mang bata trắng á. Đẹp. Đẹp. Và tiếp theo đây. Bộ này quá đẹp nè đúng không? Cái áo vest này size X-more. Thành ra đó CC gài nút không được. Nó được có tới đây thôi à. Nó hụt khoảng gần 10 phân lận. Thành ra ngực chị em nào 80 thì các bạn mua cái áo gilet này bạn mới cài nút được. Còn ví dụ ngực bạn quá to nhưng mà vì bạn thấy cái màu nó đẹp quá bạn muốn mua thì được. CC mặc vừa lắm, chiều dài vừa vừa hết luôn, nách vừa luôn. Chỉ có một cái là ngực chật, không cài được nút thôi. Cho nên nếu CC muốn mặc thì CC mặc không cài nút. Cái áo gilet này với lại cái áo đầm này, hai cái màu nó quá tuyệt với nhau, nó quá sức đẹp luôn. Thật ra không chị em nào mua CC mặc à. Đẹp lắm, mặc khỏi cài nút luôn. Cái áo gilet này, thật là đẹp luôn ha. Màu quá là đẹp luôn. Áo này nhiều bạn hỏi lắm. Nhưng mà bạn nào cũng hỏi thêm một câu là chị ơi có cài nút được không? Thì CC trả lời là không cài nút được. Nếu ngực 90 không cài nút được, ngực các bạn 80 các bạn cài nút được. Bây giờ là cái áo đầm này. Đầm này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Size small. Thật là đẹp luôn. Với màu xám thì các chị em đi với màu hồng. Cái áo này CC có đủ size small, medium, large mà hai cái kia không biết để đâu rồi.
Nhưng mà cái này là size lót nè. Đây là áo len. Đây là áo len. Nhẹ lắm. Đây là những cái điểm nhấn của cái hoa. Đây là thương hiệu Jessica Simpson, một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ha. Tuyệt vời luôn. Áo này các chị em mặc quần tây, mặc với váy, mặc với quần jean đều đẹp cả. Nhưng mà nhớ là màu xám là nó phải đi với màu hồng ha. Thì đây, có 3 size, small, medium and large. Cái CC cầm trên tay là size large. Đây, cái áo lông này mê luôn nha các bạn, màu hồng phấn. Trời ơi, CC nó đẹp, cực kỳ là đẹp luôn các bạn ơi. Đẹp lắm luôn, mê lắm luôn đó. Bằng lông nha. Cái áo này nè, nó hơi hơi giống cái áo Guess của CC đó. CC có một cái áo lông như vậy, hiệu Guess. Lâu đời rồi, chắc cũng chục năm hơn rồi đó. Màu hồng, dây kéo màu vàng. Cho nên các chị em đeo nữ trang màu vàng giống như CC như vậy nè. Trời ơi, bộ này là đúng y luôn. Rộng rồi, uổng quá nè. Wow, thiệt là uổng luôn. Phải mặc làm sao cho cái bo này nó nằm trên cái phần bụng mình như vậy nè. Còn bụng nhỏ quá, tuột như vậy nè. Oh my god, thiệt là tiếc luôn. Đó, thành ra thôi, áo này dành cho các chị em nào có cái bụng to, để cho cái phần bo nó nằm trên cái bụng ha, rồi nó phùng phùng lên như vậy nó mới đẹp. Ôi, cực kỳ là đẹp. Cái màu hồng đẹp lắm nha. Nhà CC đèn vàng, mười mấy cái đèn vàng đó. Cho nên là các bạn nhìn màu nó sẽ không được chuẩn, không được đẹp đâu. Nhưng mà cứ tin CC đi. CC lựa màu đẹp lắm các bạn, nó nằm trong máu mình luôn rồi. Thật là đẹp. Màu hồng đi với màu xám. Sợi dây chuyền vàng đi với lại cái dây kéo màu vàng. Yeah. Xuất sắc luôn. Cái áo lông màu hồng này đẹp quá là đẹp luôn. Có một cái màu bạc. Để CC coi size gì ha. Đẹp quá, quên nhìn size luôn. Size small. Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tức là nguyên một bộ này là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Xuất sắc luôn. Size small đó. Đây là một loại nỉ mà nó mỏng, thật là mỏng luôn. Sờ tay vào nó như là, nó dễ hơn KT một chút thôi các bạn. Nó mỏng như vậy đó. Nhưng mà nó là nỉ, cho nên là mặc vào mùa thu ha. Nỉ mà nỉ thật mỏng luôn. Đầm này thật đẹp luôn. Cắt ngang eo mà rộng lắm. Bụng các chị em to, các chị em mặc được cái áo đầm này. Size medium. Hiệu Tommy Hilfiger. Hiệu này thì các bạn tự tin đi. CC là siêu tầm hiệu này đó. CC làm hiệu này lắm. Cái áo đầm này mặc vào người như là không mặc luôn đó các bạn. Cái mình vải nó tuyệt vời như vậy đó. Nó nhẹ thật là nhẹ mà mặc vào nó không có một cái cảm giác gì là mình đang mặc bộ đồ trên người mình luôn đó. Mình vải thật là lạ lùng và đẹp. Nỉ thật mỏng luôn. Mà ấm vô cùng ha. Cái loại nỉ này CC có nhiều lắm. CC mặc nhiều lắm. Tại vì thứ nhất nó nhẹ, nó mỏng, mình dễ mang đi đâu đó. Đó, bụng to mặc được đó. Đẹp quá. Size medium, rẻ đi. À, tiếp theo. Đây. Đầm CC đang mặc là size small. Nó là thun nỉ. Nhưng mà CC mặc chật lắm. Cho nên các chị em nào ngực 82, 83 gì thôi thì bạn mặc nó sẽ rất là vừa, nó không có bị găng. Còn CC mặc nó bị găng, nó giật cái áo lên nè, các bạn thấy không, ngực chật. Nhưng mà đây là một cái loại thun nỉ mà các bạn sờ tay vào là các bạn mua liền cái đầm này. Với lại các bạn biết sao, cái đầm này cái chiều dài nó vừa y với lại cái người mà thiếu chiều cao của tụi mình. Vừa y luôn, cái chiều dài này là chuẩn luôn. Nhưng mà phải ngực nhỏ mới được. Ngực các bạn 80, 82, 83 gì thôi. Chứ mà ngực tới 90 là mặc. Cái ngực nè, nó bị đùng chỗ này là nó giật cái phần sau luôn. Bằng này là dành cho các chị em
Hiếu chiều cao, ngực 82, 85 gì thôi. Quá đẹp luôn, sờ tay vào là mua liền cái đầm này luôn đó, nói thiệt đó. Mà rẻ tiền nữa. Và đây, đây là đôi giày da. Trời ơi, nhìn da nè, mê không? Hiệu Tommy Hilfiger. Đây là cái logo. Chị cũng có đôi này nữa đó. Chị cũng mang size 5. Đôi này size 7 ha. Da mềm như vậy luôn nha các bạn. Bút này đẹp. Để bên nhà. Xuất sắc cái đôi này ha. Mang là mê luôn. Mê lắm. Đôi này size 7. Áo này size small. Đầm này size small. Nhưng các bạn ngực khoảng 85 trở lại là number one. Các bạn nhỏ con như Sisi, thiếu chiều cao như Sisi, mua cái đầm này vì cái chiều dài của cái đầm này nó dành cho tụi mình đó. Nói thiệt luôn, xuất sắc luôn. Ở trong mặc một cái quần gì đó tùy các bạn, mà mặc nó ngắn ngắn thôi, đừng có bị lòi ra nha. Trên cả tuyệt vời luôn. Đây là những kiểu áo vest họ mặc với váy như vậy các bạn. Trẻ tuổi cũng mặc, lớn tuổi cũng mặc, mặc đi nhà thờ, mặc đi bất kỳ những nơi nào, cho dù là hội họp. Những cái váy dài, xếp ly, nó phải xếp ly, nó mới sang và lịch sự ha. Bạn có thể mặc váy đen, hoặc là bất kỳ màu váy nào cũng được. Nhưng cái áo này mới là cái chính. Cici tìm được cái áo này size XS tuyệt vời luôn. Không biết là mua từ hồi nào mà đẹp quá là đẹp luôn. Chiều dài là vừa y với Cici luôn nha các bạn. Chỉ có cái tay thôi. Nhưng mà cái tay này Cici thường nói với các bạn, đã là vest hoặc giả vest là nó phải như vậy. Cái tay này bạn nắm được như vậy là đúng nha. Đó. Quá sang và đẹp luôn. Cici chúc mừng chị em nào mua được cái áo này. Cái váy này thì có nhiều bạn dặn lắm. Đó thì bạn nào muốn mua thì mua. Váy này size medium mà Cici mặc được nha các bạn. Nó rộng một chút thôi à. Rộng chừng 2 phân. Nhưng mà nó là lưng thun. Cho nên các chị em bụng 85, 87 vẫn mặc được. Hoặc là 70 cũng mặc được. Cái váy này thì dễ mặc lắm. Cici mặc được đó. Mặc dầu là size medium ha. Xuất sắc bộ này, không một điểm nào chê. Tại vì Cici không có tướng để mặc những cái dạng áo như vậy. Đó, cho nên là Cici không mặc. Chị em nào muốn mua thì mua nha. Áo này là vest, phải đúng size mới mặc được. Ngực Cici 90, eo thì khỏi nói rồi ha, 80 đi, bụng nhỏ mới mặc được. Vest, Cici nói vest là các bạn biết rồi. Quá xuất sắc luôn. Và đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Quá đẹp luôn. Vét nha, cho nên là họ may hai lớp nha các bạn. Mê ly luôn. Trên cả tuyệt vời. Tiếp theo, đây là mấy cái áo mà các chị em dặn Cici. Dặn cũng lâu rồi. Chỉ có cái này là nhiều các bạn nhắn tin, nhưng mà Cici không biết là mình có hay không. Cici không dám hứa. Còn áo xi lê thì các bạn nhắn rất là nhiều. Nhưng mà Cici chưa có nhận tiền của bạn nào hết đó. Tại vì không biết có mua được không. Đó thì bây giờ có được hai cái áo xi lê thì chị em nào nhanh chuyển tiền cho Cici trước thì các bạn mua được ha. Mùa này là áo xi lê khó mua rồi. Tại vì áo xi lê họ mùa thu mà. Thành ra hơi khó mua. Đó được có hai cái đó thôi. Thì đây nè. Đây là cái áo ấm. Cái áo này là một thương hiệu rất nổi tiếng. Mà đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Có nón. Ở trong là lông. Cái viền này cũng là lông. Cái nón này nó đặc biệt là nó tháo rời ra được. Thành ra là cái áo này 2 trong 1. Bạn không muốn đội nón, tháo ra cất ở nhà. Ngày nào mà đi chơi những nơi nào lạnh quá cần nón thì gắn nó vào ha. Ở đây nó có cái dây kéo cho các bạn tháo cái nón ra cất. Khi các bạn tháo cái nón ra thì nó sẽ là một cái áo có cổ bình thường thôi. Đây nè, tháo cái nón ra nha. Mang cất thì nó là cái cổ như vậy. Bẻ ra cũng được, mặc như vậy cũng được. Áo này ở bên trong là lông.
áo này hơi nặng tí thôi, tí tẹo à. So với những cái áo kia thì nó hơi nặng hơn một tí tẹo thôi. Ấm, vô cùng là ấm nha các bạn. Thiệt là thích luôn ha. Xì thích cái áo này là sao? Cái lớp ở bên trong họ có may, cái tay này nó có thun cho các bạn. Thành ra đó khi bạn mặc, cái thun này nè, nó ôm lấy cái tay của các bạn. Chỉ có cái lớp ở bên ngoài là nó che lại cho các bạn như vậy, rồi kéo dây kéo lên. Rồi thành ra cái áo này mê lắm các bạn ơi. Đây, đó. Cái tay và cái cổ ha, là hai cái đặc biệt. Áo này có túi, ấm lắm nha các bạn. Áo này là size small. Và một điều CC thiệt là thích luôn là cái áo này nó lẫn nha các bạn. Nó là dạng lẫn tới ngay cái lưng quần jean á. Mê luôn. Không có dây rút đâu nhưng mà nó ngắn, nó lẫn tới ngay quần jean luôn. Size small, CC có một cái duy nhất thôi, thì chị em nào nhanh mua được ha. Và đây là hai cái áo gi lê. Cái áo này mình vải xô size small. Áo này là mặc đúng mùa luôn nha, đúng mùa thu luôn đó. Các bạn mặc với quần vải xô, váy vải xô, váy vải kate, quần jean, váy jean là cực kỳ đẹp. Cái áo này một cái duy nhất size small. Túi này túi giả ha. Và cái áo gi lê này, áo này thì là dạng quần tây. Áo này là size extra large nhưng mà các bạn size large mặc được đó. Vải này thì các bạn mặc với lại muslin, vải thun dày dày trước, nhưng mà không phải là thun len nha. Quần tây. Chứ cái mình vải này mặc với jean không đẹp, mặc với vải xô không đẹp. Chỉ có quần tây thôi và mình vải muslin. Với những cái áo gi lê này, không những các chị em khoác được với váy, với quần tây, mà khoác được luôn với đầm luôn. Những cái đầm mua những thương hiệu đắt tiền mà ở dưới nó xòe đó, cắt ngang eo ở dưới nó xòe. Mình vải muslin giống như hiệu DKNY, Nanes, DKNY. Ba cái thương hiệu đó là ở dưới là cái phần eo họ cắt ngang đó. Kiểu thì nhúng, kiểu thì cắt chéo. Bạn mặc với cái áo gi lê này là cực kỳ sang, sang đẹp, lịch sự lắm. Và tiếp theo đây, bộ này thì quá xuất sắc rồi đúng không ạ? À? Bộ này thì chỉ có các chị em ở Cali thôi. Đây là kiểu mặc đồ Cali đó các bạn. Bởi vậy thì CC đi qua Cali đó, CC mang những dạng đồ đi nhiều lắm. Áo mình vải phi là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Váy cũng là một mình vải phi, một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Cái mình vải phi của cái váy nó dày một chút. Cái mình này, nó cũng dày. Nó không dày như vậy nhưng mà nó dày hơn những cái vải phi khác. Cái váy này đẹp là ở cái xẻ nha các bạn. Cả bộ luôn là size small. Đẹp xuất sắc luôn các bạn ơi. CC mặc rộng lắm nha. CC cần phải thông cái dây lên. Với lại CC thiếu chiều cao. Cho nên là với CC cái áo này nó dài lắm. Nè, nó dài tuốt như vậy nè. Các chị em cao thì các chị em mặc nó ngắn lên như vậy. Áo bỏ ra ngoài cũng rất đẹp. Còn CC là thiếu chiều cao, bắt buộc phải bỏ vào bên trong ha. Mà CC phải thâu cái dây lên nữa. Đây là cũ đủ nha. Áo và váy họ đều cắt vải chéo hết. Cho nên là nó cực kỳ đẹp nha các bạn. Váy này lưng thun vải chéo. Những cái loại mà họ cắt vải chéo hết khổ như vậy nè, từ áo đầm cho tới váy, mà các bạn kêu là đo cho các bạn cái số đo đó, bề ngang đó, không cách nào đo được vì nó là vải xéo hết khổ. Khi bạn để lên là tự động nó băng ra rồi, không có đo được vải chéo đâu. Vải chéo mà nó chéo theo cái kiểu người ta xếp, người ta cắt thì đo được. Còn cái loại vải chéo mà chéo hết khổ vải tròn á, không đo được. Đo như vậy không chính xác. Tại vì bạn chỉ cần nắm ra là nó khác rồi nè, là nó bị găng hoặc là nó bị gì đó, không thể nào đo được đâu các bạn. Chỉ có nước là bạn mặc trên người bạn thôi chứ không đo được. Bạn nào cứ CC đo, CC trả lời thẳng là không đo được. Đây,
Bộ này là như ý rồi. Bộ này thì chắc chắn là chỉ có chị em ở Cali nó mua thôi, mà chị em nào thường đi chơi nhiều đấy. Ôi bộ này là thôi khỏi phải nói rồi, đẹp lắm các tình yêu, đẹp lắm, kéo phùng phùng lên tự động đổ, không biết nói gì với bộ này. Mặc bộ này đi là tinh 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 luôn đó. Nhớ nha, phải mặc quần mông silicone, còn nếu bạn có mông đẹp rồi không cần mặc. Và tiếp theo đây nè, tuyệt đẹp đúng không ạ? Các chị em nào đi Việt Nam hãy mua bộ đồ này, bộ này là như ý luôn. Áo này là mình vải thun dày hiệu Calvin Klein, áo này kéo lên che được cái bụng nha, bụng các bạn to che được, để cho cái line này nó nằm trên cái bụng thì phần này nó tự động nó phùng lên như vậy. Tuyệt vời. Và cái quần này, quần jean, quần này là đặc biệt dành cho các bạn có bụng to, nhưng mà cái này size nhỏ quá, cho nên các chị em nào mà size small mà bụng to thì mua. Cái quần này là size 2 nha các bạn, CC mặt rộng khoảng 5 phân. Đó, là như vậy nha. Rộng một chút thôi à, không có rộng nhiều. Đây là một bộ các bạn nên mua đó. Thật là tuyệt vời, mặc đi Việt Nam, đi du lịch đâu đó, hoặc là bên Cali các chị em mặc. Oh my God, xuất sắc luôn. Trên cả tuyệt vời. Với cái áo này, mặc với quần tây đen, mặc với lại quần jean trắng dài và ngắn, mặc với quần tây trắng, mặc với quần jean xanh đều đẹp cả. Nhờ bộ này là quá đẹp ha, đơn giản lịch sự đẹp với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mang về ba ta nha các tình yêu. Thật là xuất sắc bộ này. Áo size small, quần size 2, 26 cm, CC mặt rộng 5 phân, LCC là 70. Và tiếp theo đây các tình yêu ơi, có một cô em ở bên Cali mua cái váy này của CC cách đây mấy bữa rồi. CC gửi rồi, cổ nhận được rồi, nhưng mà vì cổ là thợ may đó, cho nên là cổ mua cái váy này cũng là size medium, medium, medium là bằng cái này luôn đó. Thì cổ về cổ đã cắt và cổ sửa lại, cổ nói chị ơi nó đẹp quá là đẹp luôn. Đây đây đây, cho nên nè, giờ CC còn một cái cũng là size medium, medium nè. Đó, CC mặc vào cho các bạn xem. Thì thật sự ra những kiểu này thì quá dễ sửa rồi các bạn. Người ta chỉ đo như vậy, rồi người ta cắt hai cái bên hông này thôi, rồi họ may cái lưng này lại thôi. Kiểu này thì easy rồi các bạn. Đây, quá tuyệt vời, sang, cực kỳ là sang luôn. Áo này mình vải thun dày, mặc cho mùa thu. Bạn nào có cái phần cổ đầy lên như vậy thì mua cái áo này. Áo này là dạng áo ôm mà nó không có hít vào người các bạn, sẽ không có thấy cái ngấn mở, ngấn mở, ngấn mở ha. Cô đó cũng nói dễ sửa, thật là dễ sửa luôn. Có thể là tại vì cổ là thợ may cho nên là cổ nói là dễ sửa, nhưng mà CC nhìn cũng biết là dễ sửa. Người ta chỉ bóp hai bên này vào thôi nè, như vậy nè. Bộ này là cực kỳ sang. Áo size small, váy size medium, medium, medium. CC định để cái váy này lại để CC mặc thành cái áo đầm mang về Việt Nam mặc. Cổ mới mặc và gửi hình tặng cho CC, cổ nói với CC là chị ơi em sửa rồi đẹp quá. CC đâu biết cổ là thợ may đó, là như vậy. Nếu cái áo bỏ ra ngoài thì nó như vậy. Đây là dạng áo ôm eo nhưng mà nó sẽ không thấy cái ngấn bụng của các bạn, vì cái loại thun này nó không có hít vào da thịt của các bạn, là không bao giờ thấy ha. Đó, cái áo size small nhưng mà CC mặc rộng lắm các bạn. Với cái bình thun này nữa, các bạn size medium cũng mặc được. Nhưng mà bạn nào bụng to thì không mua, vì cái áo này nó sẽ thấy cái phần bụng to của các bạn đó, đừng mua nha. Các chị em nào mặc được quần ghen giống như CC thì mua. Đây, quá sang và đẹp đúng không? Đúng màu luôn. Cái cổ áo nào mê không các bạn? Đó, các chị em hãy mặc như vậy. Các bạn ở Việt Nam mua sửa bóp hai bên này mà dễ thôi hả.
là tuyệt vời đúng không ạ? Thật là xuất sắc luôn. Và tiếp theo đây, cái váy này thì quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Áo và váy là hai thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Áo này mình vải xoa, váy này cũng là, à váy này là mình vải muslin. Trên cả tuyệt vời bộ này, áo size medium, váy size small, váy là thương hiệu Nanette. Váy này là các bạn quen lắm rồi đúng không? Ở bên trong cũng là một lớp xoa luôn, và ở bên ngoài là xếp ly. Lý do CC phối cái váy này là tại vì các bạn nhìn cái xếp ly của nó nè, nó đi với lại cái áo này, thật là tuyệt vời. Váy này lưng thun, size small, lưng thun nó cũng rộng, cho nên CC mới phối với lại cái áo này. Nó là trắng và đen, size medium, để cho các bạn size small cũng mặc được, size medium các bạn cũng mặc được. Bạn nào vai ngang á, bạn mặc cái áo này cực kỳ đẹp. Thật là đẹp bộ này, đẹp mà đẹp lịch sự á. Đẹp sang, đẹp lịch sự, có hai thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như vậy. Sao không mua được các bạn? Phải mua thôi. Cái váy này bạn có thể mặc với những cái áo thun, những cái áo kiểu. Kiếm cái tay áo thật đẹp để cho nó đi với lại cái phần váy xếp ly. Cái váy xếp ly này nó hay lắm các bạn. Ở trên này xếp ly xuống, cái điểm nhấn ngay đây, và bắt đầu nó xếp ly theo hình cái lá. Rất là lạ luôn. Mà là thương hiệu nổi tiếng, xuất sắc. Váy này màu trắng nha, trắng tinh luôn nha các bạn. Cho nên CC mới phối với lại cái áo này, trắng và đen. Mình vải xoa và muslin nó đi với nhau được ha. Xoa này là xoa gì đó, nó láng lắm, láng như là vải phi luôn. Thật đẹp. Cái tay xăng lên, nút cài chính giữa, bỏ ra ngoài nó là như vậy. Áo vạt bầu, áo này các chị em mặc với quần tay đen, mặc với quần jean là tuyệt đẹp luôn. Mặc với váy này thì chắc là phải bỏ áo ở trong rồi, vì bỏ ra ngoài nó dài lắm. Bỏ áo ở bên trong kéo cho nó phùng lên thì nó cũng che được cái bụng, bụng đừng quá to thôi. Thật là tuyệt vời nha. Bộ này là như ý rồi, bộ này không có điểm gì mà phải phê bình. Size small, vai ngang, bạn mặc là number one luôn. Còn các bạn size medium thì vẫn mua được, vì cái áo nó là size medium. Cái váy này nó là lưng thun, nó giãn lắm ha. Đó. Small, medium đều mặc được bộ này. Và tiếp theo đây, thật là tuyệt vời. Nếu các chị em nào size medium nên mua bộ này. Ở nhà các bạn có áo rồi thì khỏi mua. Còn nếu nhà chưa có áo thì mua cái áo này. Vì đây là một cái áo thun rất là đặc biệt. Cái mình vải thun, bạn mặc nó không hết vào người các bạn. Nó không có thấy những cái ngấn ngấn ngấn. Áo trắng mặc rất là nguy hiểm nha các bạn. Nè, CC ngấn 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 nè. Đó mà CC mặc không có thấy đâu. Mình mặc anh gian size một chút, không có bị gì đâu. Vì đây là loại thun, nó ôm mà. Áo này size lót, váy này size medium. Đây là cái váy đẹp tuyệt vời luôn. Mình vải muslin màu trắng và màu đen. Bạn mặc với bất kỳ một loại áo nào cũng đẹp cả. Ví dụ như áo kiểu, mình vải muslin, áo bỏ bên trong. Bạn mặc với áo thun, ôm, khoác áo xi lê đều đẹp cả. Đây là cái váy mà các tình yêu của CC nên mua đó. Các bạn bụng to thật to cũng nên mua cái váy này đó. Vì cái váy này lưng thun mà. Bụng bạn to cỡ nào bạn cũng nên mua. Rồi sau đó bạn sẽ tìm những cái áo nào mà nó dành cho mình bụng to để mình mặc. Đây là cái váy các chị em nên mua. Bụng nhỏ cũng mua, bụng to cũng mua. Trắng đen mình vải muslin. Đây là cái váy tuyệt đẹp luôn nha các bạn. Nhìn cái độ xòe là biết rồi. Thì với cái váy này, đó các bạn thấy không? Mặc với áo thun, mặc với áo kiểu, đều đẹp cả. Rẻ tiền mà đẹp nhất bộ này lúc đó.
Tại vì CC mặc size medium thì nó dài. Chứ CC là rất thích mặc nó xệ như vậy nè. Nhưng mà nó bị dài quá, đi nó đạp lên cái gấu té chết. Cho nên đó là lý do. Nếu mà nó như vậy, cái thun rút lại khoảng 2 phân thôi là CC mặc rồi. Nè, đã lắm các bạn ơi, mê lắm các bạn ơi. Thích vô cùng là thích luôn. Và tiếp theo, bộ này đẹp quá là đẹp luôn nè. Nhưng mà CC không có cái bụng cho nên CC mặc nó không đẹp. Áo này mình phải xoa thun hả? Thun các bạn ơi, thun, thun xốp. Bụng các bạn to, thật là to luôn. Bụng 100, hơn 100 luôn, size small. Các bạn mua cái áo này. Thứ nhất bạn vai ngang, thứ hai bụng to, thật là to, mua cái áo này. Size small, bụng to, thật là to, mua cái áo này đi. Rồi kiếm cái quần sau. Thật là to nha các bạn. Ở dưới đây nó có cái bo. Bo này nó có thun. Cho nên bụng các bạn to, thật to thì cái bo thun này nó nằm trên cái bụng các bạn. Và cái này nó phun ra cho các bạn như vậy. Bụng to, thật là to nha. Mua cái áo này. Thứ nhất là thương hiệu Michael Kors. Thứ hai là dành cho các bạn bụng to. Thật là đẹp. Áo này các bạn mặc quần jean, mặc quần kaki, cực kỳ đẹp. Vạt bầu, quá đẹp đúng không ạ? CC không có tướng mặc những kiểu áo như vậy, nhưng mà cũng không có bụng to để mà mặc. Bụng các bạn không to đừng có mua cái áo này, tại vì cái kiểu này nó là như vậy rồi, nó phùng ra như vậy rồi. Mình mà bụng không có to, cái chỗ này nó lèo bèo như vậy nhìn nó kỳ lắm nè, thấy không? Nó lèo bèo như vậy nè, nó không được đâu. Còn bụng các chị em nào to thì nhờ cái cổng thun này nè, nó ôm vô cái bụng như vậy thì cái phần này nó đổ như vậy nó mới đẹp, các bạn thấy không? Đó. Còn mình cái cổng thun này nó không ôm vào cái bụng của mình. Bây giờ để nó như vậy, trời ơi nè các bạn nhìn thấy không? Nó rất là kỳ luôn. Cho nên bụng to mua áo này to, thật là to luôn, mua áo này với điều kiện bạn size small. Khoan, để CC coi kỹ lại áo này size gì. X small hoặc là small đều mặc được. Áo này đúng là X small nhưng mà hiệu Michael Kors size lớn lắm. Size small, bụng to thật là to luôn. Mặc cái áo này dùm cho CC cực kỳ đẹp. Mặc với quần jean, mặc với váy jean hoặc là quần thụng cũng đẹp lắm. Miễn sao bạn có cái bụng thật to cho CC là được rồi. Bây giờ tới cái quần này thì quá sức đẹp rồi, khỏi phải nói rồi. Quần này bán mấy cái rồi ha. Quần này là lưng cao. Size 2 nè. Mình vải kaki. Quần này nổi tiếng lắm nha các bạn, thương hiệu này. Nổi tiếng ở Mỹ thôi nha, chứ không phải là nổi tiếng trên thế giới đâu. Cái vọt quần các bạn thấy không? Đứng quần mà đẹp, thật là đẹp luôn. Quá đẹp ha, jean kaki mặc với áo lửng then top, drop top ha. Wow, thật là xuất sắc cái quần này các bạn ơi, mê luôn. Túi, biết rằng là túi không bỏ tiền nhưng mà cứ thích thọt tay vào túi. Quần này nè, cái lỗ rúng CC nó nằm ở đây, cái này nó lên như vậy tới 5 phân lận nha. CC có mặc quần đụng không? Quá đẹp đúng không ạ? Chiều dài là vừa luôn nha các bạn. Quần này là quá sức đẹp luôn. Trên cả tuyệt vời. Bạn nào muốn mua cái áo thì mua. Trước khi CC mặc cái quần, chị em nào muốn mua thì mua nhé. Và tiếp theo đây các bạn. Thật là đáng yêu và dễ thương. Nhưng mà để CC nói, thường đó là những cái áo nỉ mỏng như vậy mà có nón. Biết rằng là nón chúng ta không có đội lên đâu, nhưng mà nó có cái nón nó cũng rất là dễ thương đúng không? Đây là cái áo hiệu Michael Kors màu trắng, mà cái chữ viền viền nó là ánh bạc. Rất là đẹp cái áo này. Áo này là size lót, nhưng mà thích là nó dạng lửng. Chị em nào bụng to, thật là to, hãy mua cái áo này trước giùm cho CC đi. Rồi CC sẽ đi kiếm váy, kiếm quần cho các bạn.
Đây là cái áo các chị em cần mua. Bạn size medium. Để suy nghĩ coi. Áo này bạn nào cũng mặc được. Vì áo này nó là vai liền. Cho nên bạn size small, bạn size medium, bạn size large, bạn đều mặc được cái áo này. Nhưng cái áo này bạn nào mà có bụng to, thật là to thì nên mua. Áo nỉ mỏng, hiệu Michael Kors. Cái CC thích nhất là nó lẫn mà nó rộng. Đây là cái dạng như vậy nè. Cho nên các chị em bụng to nên mua. Các bạn có thể mặc với quần jean, mặc với váy, cực kỳ đẹp nha các bạn. Áo này size lớn. Đó, như vậy. Nón là mình không có đội rồi, nhưng mà cứ có cái nón là nó đẹp, là nhìn nó hay à các bạn ơi. Đó, nó rộng như vậy luôn nè. Bụng các bạn to cỡ nào các bạn cũng mặc được cả. Hãy mua lấy cái áo này. Thật là tuyệt vời. Còn cái quần jean này cũng là hiệu Michael Kors. Quần này thì cái lưng rộng lắm. Không những cái lưng rộng mà cái mông nó cũng rất là rộng. CC có mặc quần độ mông luôn. Rộng quần này thì CC nghĩ chắc các bạn phải eo khoảng 75 đi. Rồi mông to thật to. Mông khoảng chắc 90 hơn đó. Đó. Đùi cũng phải to thì nó mới đẹp. Kiểu quần này bạn mang giày này cũng đẹp. Bạn mang giày boot bỏ bên trong cũng đẹp. Quần này là giống cái quần hôm qua CC có mặc đấy. Không biết là cái size qua size gì không biết, nhưng mà nó là như vậy. Đây là những kiểu quần các bạn mặc bền lắm luôn. Mặc đi làm bình thường con CC mặc nhiều lắm luôn á. Tại vì cái mình vải jean này nè, mặc dầu là nó không có thun nhiều, nhưng mà mặc thoải mái. CC thì không bao giờ mặc quần jean, cho nên không có biết để nói nhiều với các bạn. Nhưng CC thấy con CC mặc cái thương hiệu này bền lắm luôn các bạn. Quần thương hiệu Michael Kors, Levi, rồi những hiệu gì nữa, con CC mặc đi làm mỗi ngày đó. Nhiều lắm, bền lắm. Cho nên chị em bụng to thật là to, mua giùm cho CC cái áo này size large. Năn nỉ mua luôn. Vì biết các bạn mặc đẹp. Biết luôn á. Biết là các bạn mặc đẹp luôn. Còn cái quần, cái váy, bạn cứ mua cái áo về mặc trước đi, để coi coi những cái ở nhà các bạn có nó như thế nào, nó phù hợp như thế nào. Không kiếm được cái nào phù hợp với cái áo này, nhắn tin cho CC. Chứ áo này thì mặc cái gì cũng đẹp. Quần tây cũng đẹp, quần jean cũng đẹp, quần sọt cũng đẹp, váy jean cũng đẹp, váy xòe cái gì cũng đẹp, mà nó cover cái bụng cho các bạn. Hãy nên mua cái áo này. Hiệu Michael Kors, size large. Quần hiệu Michael Kors, size 2, nhưng mà rộng lắm. Mông các bạn phải to, khoảng 90. Bụng các bạn khoảng 75, 77 mới mặc vừa cái quần size 2 này ha. Và tiếp theo đây, đây là một bộ đẹp xuất sắc. CC chúc mừng chị em nào mua được bộ này. Đã có mấy bạn mua được cái áo này rồi. Bộ này size medium, rộng thật là rộng. Bụng chị em nào to thật là to, mua giùm cho CC bộ này. Bạn mặc là không đẹp cái gì CC cũng thua bạn cả. Bạn có thể mặc được với quần trắng, quần xám, quần đen. Thì đây, áo này là áo len. No, thun, nỉ. Mà đây là dạng áo sang. Áo này rất đắt tiền. Mua một cái, đáng một cái. Bạn có thể để 5 năm, 10 năm với cái áo này. Cái bình thun này nè, CC mặc nhiều lắm. Mà ở Mỹ ai cũng mặc hết đó. Tới mùa thu, mùa đông là ai cũng có cái mình vải này cả. Chỉ có cái là mình lựa cái màu cho nó đúng của cái năm đó thôi. Chứ cái bình thun này ai cũng có hết các bạn. Đây, size medium. Medium, medium. Ba chữ medium đó. Ở trên cổ CC thấy đi ba chữ medium, nhưng mà trên cái mạc hình như là họ ghi có một chữ medium mà các bạn ơi, hình như vậy. Nhưng mà nói chung là medium là bạn mặc được cái áo này. Nếu bụng bạn to thật là to thì tự động cái phần này, cái lai nó sẽ nằm trên cái bụng và cái này nó phùng. Đó, các bạn mua rồi đó, các bạn mặc thử đi coi CC nói đúng hay không ha. Mặc đồ mà không có đúng của mình nữa, CC thiệt là mệt mỏi luôn đó nha các bạn. Mà nhìn nó xấu gì đâu, thiệt, người đi đằng người, đồ đi đằng đồ, trời ơi thiệt.
Sissy lúc nào cũng muốn mình đẹp mà, nhưng mà giờ bay thì làm sao mà Sissy đẹp cho được. Oh my god. Thì bây giờ nói xong về cái áo rồi ha, đây là cái quần này là đẹp như ý như ý như ý luôn. Quần này là lưng thun nha, cái lưng này họ có thun và đây cũng là mình vải thun. Đây là một cái loại quần tây sang nhưng dành cho các chị em mà đi làm ngành văn phòng luôn á, rồi sang và lịch sự vô cùng. Quần này là dạng quần này là dạng áo suông đó các bạn, như vậy nè các bạn mặc rất thoải mái. Họ có may cho các bạn một cái ly ly chết luôn rồi ha, khỏi cần phải ủi đó. Các bạn mặc vào nó ôm nó đẹp như vậy nè. Bụng các bạn phải là khoảng 90, 90 hơn á, 90 đó, vì cái này là size medium mà. Trời ơi, bộ này đẹp lắm các bạn ơi, CC mặc là không được, nhưng mà các bạn mặc đẹp lắm luôn đó, size medium, mua cái bộ này đi. Bảo đảm là bạn mặc đẹp mà đẹp sang, đẹp lịch sự, mặc cái này mà ông xã cũng cưng nữa thôi. Trời ơi, em đẹp quá, hôm nay em mặc đồ lịch sự đẹp quá, đó, bảo đảm luôn. Đẹp không? Ơi, nhìn CC không giống ai hết trơn hết trọi hết. Mà đẹp lắm nha. Cái quần cũng là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Áo cũng là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Median. Quá xuất sắc luôn. Đẹp quá các bạn. Quá đẹp luôn đó các bạn. Đồ đẹp chứ không phải CC đẹp nha. CC mặc bộ này nhìn CC không giống ai cả. Hy vọng các bạn hãy nhìn bộ đồ và đừng nhìn CC. Và tiếp theo đây các tình yêu ơi, quá sức đẹp luôn đúng không? Áo này là áo len, có cái bo nhưng mà nó xẻ như vậy cho nên cái bo này nó cũng chẳng có ôm vào bụng các bạn được. Nhưng mà đây là cái dạng ngang như vậy nè, rộng như vậy đó, đó quá tuyệt vời với bộ này. Áo là size X small, đây là mình len thun đó cho nên nó rộng như vậy luôn, chị em nào cũng mặc được rất thoải mái. Các bạn X small, small, medium mặc được cái áo này. Và cái váy này thì nó quá phù hợp luôn, váy này hồi đó có một hai cái gì đã bán rồi nhưng mà nó đẹp lắm cho nên là thấy vẫn mua tiếp. Cái này là size extra large. CC thường nói với các bạn từ size lót trở lên nó phải cực kỳ đẹp và nó phải như thế nào đó CC mới mua. Thì cái váy các bạn không cần lo, tại vì bạn size small nhưng mà bụng bạn to thật là to, bạn vẫn mặc được cái váy size lót. Thành ra cái váy các bạn không cần theo size đâu, bụng nhỏ theo size, bụng lớn không cần. Cho nên nếu các chị em size small hoặc là medium thì bạn mặc được cái áo này, bụng bạn to bạn vẫn mặc được cái áo này và cái váy này, vì cái váy này nó là lưng thun như vậy, bụng to thật là to mặc thoải mái luôn. Bụng nhỏ thì không mặc được nhưng bụng to là khỏi nói luôn, khỏi chê luôn. CC bóp lại như vậy nó rộng khoảng chừng 15 phân à, tức là bụng các bạn khoảng 85 90 là các bạn mặc được cái váy này nè, mà nó lưng thun như vậy nữa. Nhưng mà đúng của nó là extra large nha các bạn, nhưng mà lưng thon rộng như vậy. Các chị em nha, thật kỹ để mua bộ này vì bộ này quá đẹp mà CC không mặc được. Váy này có bạn nào mua rồi? Hai bạn đúng. Quá xuất sắc bộ này. Trên cả tuyệt vời ha. Áo size X small nhưng mà rộng lắm, thun len. Váy size extra large. Lưng thun. Cho nên chị em bụng to 85, 90, 95 mặc được hết luôn. Bạn muốn mua áo thì mua, muốn mua váy thì mua. Và tiếp theo đây, bộ này là size medium. Áo và quần cùng một thương hiệu Michael Kors. Cho nên nó rộng lắm. Quần này thun, không có dây kéo, chỉ mặc chồng lên thôi. Chiều dài là vừa lắm. Đó, các chị em mặc là nó thẳng tắp như vậy, nó đẹp như vậy nè.
size medium, đùi các bạn to, mông to. Trời ơi, bạn mặc cái quần này là cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái dạng quần mà giống như ngày xưa mình gọi là quần happy, hippie, happy gì đó. Đây, thật là xuất sắc cái quần này. Thun, cho nên bụng các bạn to, các bạn mặc được. Bây giờ CC gấp lại như vậy là rộng khoảng 8, 10, khoảng 16, 17 phân. Thì coi như bụng các bạn khoảng 90 thì bạn mặc cái quần này là tuyệt đẹp luôn. Bụng 90, eo bụng gì đó 90 nha. Mà nó là lưng thun, rồi cái mình vải nó thun nữa. Cho nên là có to hơn như vậy chút các bạn vẫn mặc được, nhưng mà nhỏ hơn thì không mặc được đâu. 90 hơn đó, 90 chín mấy đó, mặc cái quần này nó sẽ căng ra, nó sẽ rất là đẹp luôn. Thương hiệu Michael Kors, quần này tới 110 đô lận nha các bạn, 50% off. Trời ơi, mua một cái quần là đáng một cái quần luôn á. Và đây là cái áo cũng là hiệu Michael Kors, cái mình thun này là các bạn mê luôn, không bao giờ thấy bụng các bạn nha. Da trùng da nhăn ngồi ngấn 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 là không có thấy đâu. Đây, quá sức đẹp bộ này. Bạn size medium là chắc chắn bạn cao rồi đúng không? Bạn cao, người bạn to thì bạn mặc cái áo nó sẽ giật lên, như vậy nó mới đẹp. Còn bây giờ CC kéo hết xuống để cho các bạn nhìn là cái chiều dài nó như vậy đó. Đây là dạng áo ôm eo. Cho nên chị em nào da trùng, da nhăn, mặc được quần ghen để cho cái ghen nó bó vào cái bụng của mình thì bạn nên mua cái áo này. Bộ này chị em nào size medium mà cái số đo gần gần như CC nói đó. Trời ơi, các bạn mặc bộ này CC nghĩ đẹp lắm luôn nha. Bộ này không có size nhỏ chứ có, CC mặc liền luôn đó các bạn. CC là thích những cái cổ cổ như vậy lắm. Với cái mình thun này nè, nó không có thấy chỗ này. Đó. Thật là tuyệt vời, bộ này mặc cực kỳ sang, sang mà đẹp nữa. Đó, mặc bộ đồ này, ai mà thích cái thương hiệu này người ta dinh, ta nói wow, bộ đồ này cũng vài trăm đô. Nhưng mà thật sự vậy mà. Quần là 101 rồi, đâu ai biết các bạn mua on sale. Áo 98 đô rồi, coi như bộ này gần 200 rồi. Đó, giá trị và đẹp vô cùng luôn. Thiệt là thích luôn nha các bạn. Trên cả tuyệt vời bộ này. Và tiếp theo đây các tình yêu. Áo quá đẹp đúng không? Áo này len mỏng mỏng một chút. Áo này thì có cái bo. Bụng các chị em to không mặc được. Vì cái len này nó không có độ co giãn. Nó không phải là thun len mà nó là len chỉ, cho nên không được. Bụng này là dành cho các chị em bụng nhỏ nè. Nhưng mà khi mình ngồi xuống là nó có ngấn nè, một cục, hai cục, ba cục, nó có nguyên một cái đường ngay đây nè. Thì cái phần này nó che lên như vậy, không thấy cái đó là yes. Còn bụng to, mô mỡ cứng không mặc được cái áo này đâu. Áo này là size medium. Áo này dành cho các bạn bụng nhỏ mà khi ngồi xuống thấy cục mỡ thì đây là cái áo. Vì áo này nó là len thôi, nó không có cái độ co giãn nhiều, cho nên là nó không cover được như những cái kia đâu. Phần này nó nằm trên cái bo, cái phần này nó che một chút vậy thôi đó. Áo này size medium, cái màu hồng, trời ơi, CC nó đẹp chết người luôn nha các bạn. Kiểu quá đẹp đúng không? Quá xuất sắc luôn. Tại vì nó là size medium, CC mặc không có vừa, cho nên các bạn nhìn thấy nó như vậy. Chứ các bạn mặc vừa đẹp lắm luôn đó. Kiểu áo len, len mỏng mỏng thôi. Quá đẹp luôn. Size medium, ngắn ngắn, lửng lửng, cái tay phùng phùng, kéo lên như vậy, quá sức đẹp cái áo này. Size small, với điều kiện các bạn vai ngang, các bạn mặc cái áo này được. Ngực 90, size small hoặc là medium, vai ngang nha. Tức là vai to to một chút đó, bạn mặc cái áo này cực kỳ đẹp. Cái bo như vậy thì nó ôm cái chỗ này, đúng rồi, ai cũng bị cái chỗ này cả, CC cũng bị. Đứng thì ok, ngồi xuống nè, đó thấy không nè, ngồi xuống là bắt đầu nó lòi cục này cục kia ra, cho nên là mình cần như vậy nè để mình che nó lên khi mà mình ngồi xuống. Cái áo này là các chị em tự tin mà đi nhà hàng ngồi ăn luôn, mặc với quần jean, quần tây với váy đều đẹp cả. Thì bây giờ đây, đây là cái quần jean,
hiệu Michael Kors. Đây là những loại quần mà để cho các bạn mặc đi làm, mà làm ở chỗ cho nó sang sang, nó đẹp đẹp một chút. Các chị em mặc vừa là nó đẹp như vậy nè. Các bạn thấy nó thẳng tắp không? Đây là quần lưng cao nữa. Không cao lắm nhưng mà cao vừa trên lỗ rúng đó. Quần này size 6. Đó, các chị em mặc vừa là nó đẹp như vậy đó. CC có mặc quần đụng mông, đụng hông mà nó còn rộng như vậy đó. Rộng khoảng 10 phân, mười mấy phân luôn. Quần màu đẹp, kiểu đẹp mà hiệu Michael Kors. Quá tuyệt vời luôn. Rẻ tiền, hai bữa ăn sáng các bạn. Quá sức rẻ luôn. Màu đẹp, kiểu đẹp, hiệu Michael Kors. Thoải mái. Trên cả tuyệt vời, các chị em Việt Nam mua đi. Ở Mỹ mua được nhiều lắm, các chị em Việt Nam nên mua luôn đó. Nên mua, thiệt luôn. Năn nỉ đó, nên mua nha. Đáng để mua đó. Và tiếp theo, cũng là với cái váy này. Vì cái váy này mặc với những cái áo này rất đẹp. Áo này là hiệu Michael Kors. Cái mình vải thun nó mỏng hơn một chút, nhưng mà cũng là áo của mùa thu. Mùa đông mặc được ha. Chữ Michael Kors nằm ở đây. Cái màu vàng này với cái màu vàng này, hai cái giống y hệt nhau, cho nên là mình phối với nhau rất là đẹp luôn ha. Áo này các chị em nào bụng to mặc được. Đây là cái bo. Để cái bo lên trên cái phần bụng thì cái phần này nó đổ. Áo kia các bạn bụng to không mặc được. Áo này các bạn bụng to mặc được. Thật là tuyệt vời bộ này dành cho các chị em bụng to. Các bạn biết không, các bạn muốn yêu cầu CC cái gì đó, CC phải gom lại nhiều nhiều người, rồi CC phải soạn đồ nữa, rồi CC mới review được. Chứ mà bạn mới nói ngày hôm qua, rồi cái bạn chờ liền ngày hôm nay, CC không làm được như vậy. Phải cho CC thời gian ít nhất là một tuần hay là gì đó. CC phải tìm được cái áo đó, rồi CC gom gom của nhiều người vào, rồi CC mới review một lần ha. Chứ không phải là mỗi người rồi làm như vậy, mình không có thời gian làm không nổi ha. Đó, đây là cái áo thật là đẹp nha. Áo này dành cho các chị em có bụng to. Bộ này size medium. Và tiếp theo đây, áo này cũng vậy. Đây là thương hiệu Karl Lagerfeld. Nãy giờ CC mặc ba thương hiệu. Nãy giờ CC mặc hai thương hiệu đều là hai thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Các bạn có thấy không? Lúc nào nó cũng phải có cái màu vàng đi với màu đen vì đang là mùa thu. Đó, thành ra nè. Karl Lagerfeld. Thớt là đẹp luôn, bạn nào mà cái ngực đầy đầy lên mặt đẹp lắm nha. Đó, áo này thì bụng bạn vừa vừa thôi thì bạn mặc được. Còn bụng bạn mà to, thật là to thì bạn phải chọn cái áo có cái bo hồi nãy. Cái áo đầu tiên là da trùng, da nhăn, mặc quần ghen, bụng phải thẳng. Cái áo thứ hai là cần các bạn có cái bụng thật to. Cái áo thứ ba, áo này là hiệu Karl Lagerfeld, thì bụng các bạn cũng to mà to vừa vừa thôi. Đó, to không vượt quá cái ngực, mình vải này nó cũng mỏng. Thành ra là mùa thu mặc cho tới mùa đông luôn. Một cái váy này mặc được với ba cái áo đó. Các chị em nào đã mua rồi thì cứ theo CC mặc như vậy đi. Lúc trước CC không có mặc là tại vì không có, mới review lên là các bạn mua hết. Bây giờ CC có nè, mà các bạn cũng có rồi thì bạn nào đã mua rồi thì mặc đi, như vậy nè đẹp lắm luôn á ha, đúng mùa luôn. Nhớ mang những cái đôi giày này nha. Hôm nay CC phải hôm nay CC phải lên nhà con gái đó để lấy cái đôi giày này về đó. Đã luôn các bạn, ôi mang mấy năm trời luôn rồi đó mà còn mới in à nha. Thật là tuyệt vời, một cái váy có thể mặc được với ba cái áo, ba cái body đều khác nhau đó. CC mặc cho các bạn biết là như vậy ha. À, có bạn hỏi CC, chị ơi sao chị làm video mà nó có hay có cái tiếng kêu gì quá vậy, nghe khó chịu quá. Không phải, cái đó là alarm xung quanh nhà CC á. CC set up ở trong cái phone, cho nên là thí dụ như ở ngoài đường có xe chạy ngang qua thì người ta cũng báo.
hoặc là lỡ có ai mà đi vô sâu sân nhà CC thì họ cũng có báo ha. Mà nó nhảy lắm, một cái con sóc hay là một con gì nó nhảy qua nó cũng báo các bạn. Cái đó là do cái sensor của cái camera nhà CC đó nha. Thì đây nha, áo này bụng hơi to to ho, mặc được. Cái áo thứ nhì thì bụng quá to, mặc ok. Và tiếp theo, quá đẹp đúng không ạ? CC mới ăn no nha, các bạn ăn no lắm luôn đó, cho nên cái bụng hiện tại bây giờ là nó to lắm ha. Áo này hồi nãy CC có review rồi đó, nhưng mà cái này là size small. Size small nhưng mà CC mặc vẫn rộng lắm nha. Thì các bạn biết hiệu Michael Kors mà, họ mang size lớn lắm. Cái váy này là cái váy tuyệt đẹp luôn. Váy này cũng là váy nỉ nha các bạn. Và đây là những hàng nút. Và đây là một hàng nút. Nút này không cởi ra được, nút giả ha. Váy này dạng xòe. Váy này có một cái duy nhất. Quá đẹp luôn đó. À các bạn ơi, cái váy này CC nghĩ mặc với cái áo này đẹp hơn nè. Các bạn có thấy những cái hụt nút của Michael, các bạn có thấy những cái hụt nút Karl Lagerfeld không? Nó đi với lại cái hàng nút này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Cái áo này mặc với cái váy này đúng hơn đó các bạn ha. Cái áo này để mặc với lại cái váy kia đi, tại vì cái váy kia nó có cái này rồi. Cái áo này mặc với cái váy này nha. Váy này size small, áo này CC có đủ size luôn á. Small, X small, small, medium, large luôn đó nha. Áo này nè, áo này bạn nào có cái ngực đầy đầy mặc đẹp lắm ha. Mua cái áo này, mua cái váy này, nó đi một bộ với nhau. Nè, nó có những cái hộp nút như vậy giống nhau, đẹp hơn là mặc với cái áo này nha. Nhớ nha, bạn nào muốn mua theo bộ, mua cái áo này với cái váy này. Áo này thì X small, small, medium, large. Váy này một cái màu vàng, size small. Và tiếp theo đây, áo này với cái váy này quá đẹp đúng không? Áo này quen thuộc quá đúng không? Áo này CC có đủ size đó, small, medium, large. Size large bạn nào mặc được là đẹp lắm. Áo này cái phần này nó nằm trên cái bụng, cái phần này nó cũng có đổ sẵn rồi, cho nên là bụng các bạn to to mà to vừa vừa thôi, đừng có quá sức to thì không được. To bằng bằng cái ngực. Yes, nè các bạn thấy không, nó tự động nè đó. Áo này là size small, váy này là size small. Cái váy này là hiệu Calvin Klein nha các bạn. Nãy CC quên cũng nói đó. Yes, size small, hiệu Calvin Klein. Đó, cái áo này mặc với cái váy này quá đẹp luôn. Áo này là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha. Bộ này đơn giản mà đẹp. Áo này các bạn mặc quần tây, mặc quần jean, hoặc là với cái váy này, quá đẹp luôn. Xuất sắc ha. Trên cả tuyệt vời. Các chị em nào mà bụng to thì mua cái size to một chút, tại vì cái áo này nó vai liền, nó không có vai, cho nên là mình mặc được, ăn gian được ha. Mà đây là một mình vải thun, rất là mát luôn. Các bạn nhìn cái hoa họ thêu nè, xuất sắc không? Mê luôn đó. Trên cả tuyệt vời các bạn. Quá đẹp đúng không? Cái áo và cái váy. Và tiếp theo đây, áo này quá đẹp đúng không các bạn? Áo này size lót lượng nha. Tuyệt vời luôn. Không còn cái nào hết. CC thiệt là thích luôn mà không có. Còn có một cái cuối cùng, lấy liền luôn. Size lót thật là đẹp luôn. Áo này mặc bây giờ thun dày, mặc cho tới Noel, thật là đẹp luôn. Áo này mặc với quần tây, mặc với váy đen xòe hoặc ôm, hoặc là mặc với cái đầm giống như vậy thì nó cũng như các bạn mặc cái váy thôi. Quá là đẹp luôn.
Chỉ có một cái duy nhất thôi. Sai lắm. Trên cả tuyệt vời. Tình yêu ơi, đây là cái áo. Có ai hỏi CC đó, chị ơi áo này còn không? Em muốn mua cái áo nhưng em không muốn mua cái quần được không? Yes, tại vì CC có người mua cái quần rồi, bây giờ cái áo còn đây. Áo này là size medium, medium. Áo này là dạng ôm á. Nó không ôm lắm, nó suông, chứ nó không có phùng lên. Nếu mà bụng của em mà to, thật to thì không mặc được. Mà bụng em nó vừa vừa thôi, nó không có vừa quá cái ngực, thì em mua cái áo này được. Vì áo này nó có bề ngang mà. Medium, medium. Đây. Thun dày, áo này rất đẹp. Mặc với quần tây, mặc với váy. Mặc với váy xòe, với áo đầm. Mặc với quần tây. Mặc với quần jean. Mặc với váy. Tuyệt đẹp. Nhưng mặc với cái áo đầm này nè, thì không được. Là tại vì cái này nó là cái cổ vuông. Mà cái áo đầm bên trong nó là cái cổ tròn sát như vậy. Cho nên em mặc nó lòi cái chỗ này ra không được ha. Cho nên áo này là mua để mặc quần tây, mặc với váy, mặc với quần jean. Đó, chị bán cái quần rồi, còn cái áo nè. À, tiếp theo đây na 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 na. Quá dễ thương luôn nè các tình yêu. Áo này len mỏng của BB. Phần dưới màu hồng, cái này mặc quần màu xám chắc đẹp lắm ạ. À. Áo này size lót, cái CC đang mặc size lót. Áo này các chị em mặc quần thụng, mặc với cái đầm này, mặc với váy, mặc với quần jean, mặc với quần tây đều đẹp cả. Đẹp quá các bạn. Đây cái loại áo này chị em bụng to thật là to mặc được đây. Là đây. Các chị em bụng to đó, bạn mua cái áo đầm này được nè. Nhưng mà bạn cần phải có những cái áo như vậy để bạn mặc chồng vô thì nó sẽ không thấy cái bụng to của bạn. Quá đẹp luôn. Áo này CC có hai cái, một cái size lót, một cái size medium. Trên cả tuyệt vời la 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 la. Áo này CC mua lâu lắm rồi đó các bạn. Ở trong thùng á. Giờ mới thấy nè. Dễ thương không? Có nón ha. Thật là dễ thương. Chị ơi. Thôi cái này len mà. Chị đi ở chỗ nóng mà. Không được đâu. Quá đẹp luôn nè. Các tình yêu ơi. Thật là tuyệt vời bộ này. Và tiếp theo đây. Mặc đơn giản như vậy thôi. Nhưng rất đẹp. Áo này và cái váy này dành cho các chị em nào không có cái bụng ha. Vì đây là cái loại áo ôm và có eo, cổ tim, dài tay, rất đẹp. Áo này size medium. CC có hai cái đều là size medium. CC bán một cái để lại một cái mặc ha. Mặc cái áo đen này với cái váy này. Váy này là size small nhưng mà CC mặc rộng lắm ha. Lưng thun, CC mặc rộng khoảng 10 phân hơn luôn á. 10 phân đi. Đó. Thật là đẹp với những cái váy ôm mà nó dài. Với lại cái màu này nè, khó tìm lắm. Những cái màu xám xám, rồi màu cà phê sữa, màu kem rất là khó tìm. Quá tuyệt vời bộ này. Đi làm, đi nhà thờ. Đi nhà thờ cũng mặc được, đi làm việc cũng mặc được. Đó, thật là đẹp luôn. Tới mùa lạnh, các chị em khoác cái áo này vào. Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ha. Cái khóa quá đẹp luôn. Áo này thì rất là ấm rồi. Giống như cái khăn á, nhưng mà vì nó có cái cổ và nó có cái dây kéo cho nên mình gọi là áo ha. Là như vậy. Đó, có cái tay nữa nè. Đây. Thì nó rất là phù hợp với lại cái váy. Mặc như vậy nhìn hay lắm nha các bạn. Các bạn vào xem biểu diễn thời trang ở bên châu Âu, bên nước ngoài đó các bạn sẽ thấy.
cực kỳ là đẹp bộ này luôn đó. Bộ CC đang mặc nè, rất là đơn giản mà lại rất sang và đẹp. Váy đẹp, áo đẹp, áo thun bên trong cũng đẹp, cái mình vải đẹp lắm. Đó. Mùa lạnh mình mặc như vậy nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Xuất sắc luôn. Nhìn cái khóa nè, thấy mê luôn ha. Thật là tuyệt vời. Cái áo này và cái áo thun ở bên trong và cái váy này CC bán một bộ. Chị em nào mua thì mua một bộ giùm cho CC. Còn chị em nào mua mua một bộ giùm cho CC ha. CC không bán lẻ. CC cái áo đen này nè, cái áo đen này CC có hai cái, CC bán một cái, nhưng mà cái áo khoác này với lại cái váy này CC bán chung một bộ. Tại vì không bạn nào mặc, không bạn nào mua thì CC để lại mặc. CC chuẩn bị đi chơi đó, đi qua bên châu Âu đó, cho nên là CC mặc. Cái váy thì CC mặc không có vừa, nhưng mà về Việt Nam người mà nó nở ra thì chắc là vừa, hoặc là cho người ta bót lại một chút. Thì đây ha, áo này one size, váy này size small, cái áo thun đen bên trong là size medium. Chị em nào mua một bộ giùm cho CC thì mua, còn không ai mua CC để lại mặc ha. Xuất sắc. Và tiếp theo đây còn có một cái váy cuối cùng. Cái váy này là thương hiệu Mass Studio, một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Váy len ha. Váy này size small mà CC mặc rộng khoảng 4 phân, nhưng mà nó là lưng thun cho nên các chị em size medium mặc được. Đây là cái áo hiệu Deacon White, áo thun. CC cần các bạn nào có cái bụng thật là to luôn, phải to, thật là to, để cho cái bo này, bo nhỏ thôi, bo nhỏ này nó nằm trên cái bụng các bạn và nó phùng lên như vậy. Đó là nó che được cái bụng của các bạn. Bụng rất to luôn nha, bụng phải 100 luôn hơn đó. Thì các bạn nên mua cái áo này. Áo này các chị em mặc với quần jean, mặc với quần tây, màu gì cũng đẹp cả. Màu xanh rêu, màu xám, màu đen, màu cà phê sữa, mặc với màu gì cũng đẹp cái áo này. Cho mùa thu, cho luôn cả mùa đông. Nhưng nhớ mùa đông thì bắt buộc phải mặc một bộ đồ ấm ở bên trong. Bộ này là như ý đó. Áo size medium hiệu Deacon White, váy Mass Studio size small, nhưng mà các bạn ăn gian size được, tức là medium các bạn vẫn mặc được bộ này. Nhớ là cái áo cần bạn nào có bụng thật 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 là to nha, bụng nhỏ không mua, không thể mặc được cái áo này nếu bụng các bạn nhỏ. Bụng 80 mặc cũng không được, bụng 90 thì có thể đi. 90 trở lên, thùng, mỏng, thoải mái, thiệt là thích. Với thương hiệu Deacon White, có chỗ này nè, tí xíu ánh ánh chỗ này thôi. Có nhiều chị em thì không thích hộp và hình, thích đơn giản, tí tí gì đó thôi. Thì đây nè, đây là cái áo cần cho các bạn bụng to. Và tiếp theo đây, CC chờ cái áo này lâu lắm rồi, cuối cùng nó cũng on sale. Thật là tuyệt vời luôn. Cái mình vải này CC không biết nói là gì luôn. Tôn cũng không phải, thun cũng không phải, xoa cũng không phải. À, giống như phi bóng vậy đó. Nhưng mà cái loại phi nó rất là dày. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, mắc tiền lắm. Cái áo này không là 89 đô, chờ lâu lắm rồi đó các bạn mới mua được đây. Thật là đẹp luôn. Cái CC đang mặc là size small, cái CC cầm trên tay là size medium. Đây các bạn nhìn, đây là bố nè, họ viền bố nha. Phối với lại cái váy này rất là phù hợp luôn. Cái váy là hiệu Calvin Klein size 6. Cái áo là một thương hiệu khác, nhưng mà là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tuyệt vời luôn. Cái váy này CC mặc rộng lắm đó các bạn. CC mặc rộng khoảng 20 phân luôn. Dây kéo ở sau lưng ha. Váy này size 6.
Nếu bạn nào mà to, bạn mua cái váy này thì bạn mua cái áo này size medium. Còn bạn nào size small, mua cái áo này bạn có thể mặc được với váy đen, quần tây đen. Tuyệt vời luôn. Bộ này là quá sang. Chị em nào mà có tướng sang á, với lại các bạn đi làm văn phòng thì bạn hãy mua bộ này. Còn bạn nào có cá tánh tưng tưng như CC không mua bộ này. Vì đây là cái dạng không phải để cho mình mà. Thứ nhất, mình không có đi làm ở văn phòng, office mình không có đi. Đi nhà thờ mặc như vậy thì thật sự nó thường quá. Vì cái bộ này là dành cho đi làm, dành cho mình phải đi tới office ký giấy tờ hoặc là gì đó. Nó sang trong những cái chỗ làm việc. Đó. Các bạn hãy suy nghĩ xem coi công việc các bạn làm cái gì mà các bạn đi tới những nơi nào nhiều thì các bạn mua là đúng y luôn. Đây nha. Đi làm việc, văn phòng, bộ này là như ý luôn. Mặc vào người đi rồi các bạn sẽ mê cái mình vải này luôn. Thật là trên cả tuyệt vời. Đẹp lắm các bạn ơi, phối với cái váy này là nó đúng ý luôn nha các bạn. Đó, hai thương hiệu khác nhau đó, các bạn thấy không? Mà phối vô nó ăn khớp như vậy luôn. Quá xuất sắc luôn. Và tiếp theo, thật là đẹp đúng không ạ? Đây là dạng áo ôm nha. Chị em nào có cái bụng to không mua kiểu áo này. Áo này là thương hiệu Nike West. Thật là đẹp. Cái thun nó giãn thoải mái luôn. Nhưng mà nó không có thấy cái ngấn bụng của các bạn đâu. Cho nên là các bạn yên tâm. Size small, hiệu Nike West. Các bạn nhìn nè, một chút xíu design thôi là đủ đẹp rồi. Tại sao CC lại mặc cái áo này với cái quần này? Bộ này là size small ha. Cái quần này vì nó có cái điểm nhấn màu vàng, nó đi với lại cái màu vàng của cái áo. Quần này size small, lưng thun, CC mặc rất là vừa luôn nha. Chiều dài vừa, bụng cũng vừa. Nhưng mà lưng thun thì các bạn có thể ăn gian thêm được vài phân nữa đó. Nhưng ý CC là cho các bạn xem là cái chiều dài nó rất vừa. Và CC mặc nó thẳng tắp như vậy đó. Bụng có thể ăn gian 2-3 phân. Đây, các chị em mặc như vậy. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Áo này CC mặc hơi rộng. Áo này CC có hai cái. Một cái small, một cái medium. Nhưng mà CC mặc size small rộng lắm nha. Cái quần là CC mặc vừa y luôn nè, các bạn nhìn nè. Thẳng tắp luôn, không một nếp nhăn nha các bạn. CC có mặc quần độn cái hông đó nha. Quần này với CC là như mây luôn á. Tuyệt vời luôn. Với điều kiện bạn phải có cái hông như vậy nha. CC không có cho nên CC độn cái hông. Cho nên vừa y luôn nha các bạn, vừa như mây luôn đó. Quá đẹp đúng không? Rộng khoảng 5 phân. Bạn mặc được cái quần này đó. Quá sức đẹp cái quần này luôn. Quần này là thương hiệu thời trang ở Mỹ. Áo là thương hiệu Nike West, thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Bỏ vào bên trong cũng đẹp, bỏ ra ngoài cũng đẹp. Cái tay áo này nó đẹp lắm các bạn ơi. Phùng phùng ở đây nè. Cho nên mình lợi dụng cái tay áo này để các bạn mặc với lại những cái áo. Và đây nè, bộ này là cực kỳ đẹp. Khi mà các bạn đi vào trong Macy đó, là các bạn thấy họ để như vậy luôn. Họ không có mặc cho con mannequin, nhưng mà họ để như vậy với nhau là mình biết mình lấy rồi đó. Đây là thương hiệu Calvin Klein. Màu thật là đẹp luôn ha. Mình vải thun mặc cho mùa này được và mùa đông được. Size medium. Ở dưới có cái chữ Calvin Klein. Ủa, cái áo này cái mạc đâu rồi? À đây. Đây. Rẻ tiền lắm các bạn, không có mắc tiền đâu ha. Đây đây. Áo này bạn nào có bụng to không mặc được nha. Áo này vừa dài vừa rộng, nãy CC mặc bộ này vào trời ơi, bước đi không được luôn á. Quần này thì nó hơi nặng một chút, cái độ thụng nó rất là nhiều. Cho nên các chị em mặc cái quần này nhìn các bạn đi nó có cái độ nhúng nhúng mà nó thước tha lắm. Mặc dù là cái mình vải này
nó hơi dày nè, các bạn nhìn cái đồ thụng các bạn mê không? Khi các bạn bước đi đó, trời ơi cái quần này nó rủ là cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây là những cái mình vải, phải nói là đẹp độc lạ luôn đó. Mình này nè, khó mua cái mình này lắm. Những cái mình kia vì nó không có cái độ thụng thì các bạn dễ mua, nhưng mà cái đó là thương hiệu khác. Hiệu Calvin Klein quần này cực kỳ khó mua. Nè, các bạn nhìn nè. Thành ra khi các bạn mang guốc, các bạn đi cái tướng các bạn là cực kỳ đẹp. Cái quần nó có cái độ tưng. Mê lắm luôn đó. Đây, lưng thun nè, ở đằng trước lưng quần tây, ở đằng sau là lưng thun. Cho nên các chị em ăn gian size là thoải mái luôn. Quần này là CC thấy không có một điểm nào chê, mà không có size của CC thôi. Túi đằng sau nha, hai túi ở đằng sau, ở đằng trước. À cũng có túi luôn nữa nè. Tức là quần này 4 túi. Tức là quần này 4 túi. Cái ly này là họ may chết rồi. Có cái chữ Calvin Klein nhỏ xíu ở đây. Phải nói là cái quần này cực kỳ đẹp. Ồ đây đây. Đây là cái mà ai cũng thích chứ không phải mình CC. Các bạn lưu ý cái điểm này thì các bạn mua đồ mặc đẹp nè. Ngay cái phần eo, cái chỗ này, chỗ này nè. Đó, họ may thun ngay cái phần này bọc ra sau luôn. Chỉ có một chút xíu ở chính giữa như vậy thôi. Đó là lưng quần tây. Thành ra những cái kiểu lưng như vậy đó bạn mặc, thấy cái eo bạn rất là rõ và rất là đẹp luôn. Nhất là những chị em nào da trùng, da nhăn. Khi bạn mặc cái quần mà nó có cái eo thun ngay đây nha, ngay đây, là cái eo bạn cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, cái quần này nó có cái đó đó. Nó màu đen quá, CC mới nhìn thấy, bây giờ cầm lên mới thấy nè. CC chúc mừng chị em nào mua được cái quần này hoặc là một bộ này. Size lớn lắm nha các bạn. Các bạn X small không mua, small cũng không mua. Size medium các bạn mua, với điều kiện cũng các bạn phải to. Thùng. Tuyệt đẹp bộ này, mê luôn đó. Trời ơi, cái kiểu quần này là thôi khỏi nói rồi. Và đây là cái áo, áo này thì bình thường rồi, áo này nhiều bạn mua rồi, nhưng mà bạn mua màu khác. Thì bạn nào thích đi chung nguyên một bộ cùng một thương hiệu mà nhà design họ đã lựa sẵn cho mình rồi, họ để chung như vậy nè. Các bạn đi Messi thì các bạn biết rồi đó đúng không? Đó, để như vậy thì mua bộ này size medium. Bụng to không mua cái áo này, nhưng bụng to mua cái quần này. CC ưu tiên cho chị em nào mua một bộ trước. Nếu không có ai mua một bộ thì mua lẻ. Và tiếp theo, bộ CC đang mặc là đẹp trên cả tuyệt vời. Trước khi CC mặc bộ này, chị em nào muốn mua thì mua. Vì bị cái ngực to cho nên phải lấy cái áo size medium. Nhưng mà cái quần là size số 0-25. Đây là thương hiệu DKNY, một bộ luôn. Cái tay là voan lưới. Cái mình thun của cái áo là vải thun cô tông hút mồ hôi. CC mặc size medium nó rộng rãi thoải mái, cho nên là nó không có thấy những cái cục mỡ ở đây của CC. Nếu có ngồi xuống ăn cũng không thấy ha. Nhờ cái ngực to nó trùm lên. Nhưng mà cái chiều dài thì nó hơi bị dài thì CC phải chịu thôi. Nhưng mà CC hay mặc áo bỏ bên trong cho nên là không sao. Dạng áo này các bạn mặc ôm cũng đẹp, mặc cho nó rộng rãi như vậy cũng đẹp. Nhưng CC là trường hợp ngoại lệ, CC nói với các bạn bị cái ngực medium mà cái eo chỉ có X4. Thành ra đó là lý do CC mặc vào thử, thấy được là được. CC thích cái quần này hả? Như mây luôn đó. Tuyệt vời luôn. Đây nè các bạn nhìn nè, vừa đúng ngay cái lỗ rúng ha, mặc quần độn cái hông nè. Trời ơi, CC nó rất cực kỳ đẹp, đẹp như mây luôn nha các bạn. CC mặc cái quần này quá sức đẹp, đẹp không tưởng luôn á. Màu đen nha, ống nhỏ màu đen. Với cái quần này mang giày boot lên tới đầu gối là tuyệt đẹp. Còn nếu không bạn mang cái giày boot thấp, quá sức đẹp cái quần này. Trời ơi, hiếm có bao giờ mà CC có thể mua được những cái quần như vậy lắm. Chân nhỏ không có đẹp, mặc quần jean không đẹp, nhưng mà mặc cái quần này nó đẹp quá chừng đẹp luôn.
phải nói là tuyệt vời. Có chất liệu thun nha, đây là quần jean nha các bạn. Hiệu DKNY size số 0, 25, cho nên nó vừa y luôn. Những cái thương hiệu khác số 0 CC đâu có mặc vừa, nhưng mà DKNY số 0 CC mặc vừa. Áo này size medium. Các bạn muốn mua áo thì mua, các bạn muốn mua quần thì mua ha. Nhưng mà cùng thương hiệu đó, hoặc là chị em nào có số đo giống như CC hãy mua như vậy. Tìm được một bộ cùng một thương hiệu là cực kỳ khó. Mà cái áo này nó được cái tay dài von, cho nên là các chị em hãy dùng cái áo này mặc với những cái áo gilet hay là những cái áo khoác sát nách cực kỳ đẹp. Thì bây giờ không tính cái áo này, và đây cũng là hiệu Calvin Klein. Áo này thì size small hơn cái kia một chút, nhưng mà CC cần là cần cái dạng lửng á. Bụng to cỡ nào nó cũng che hết trơn nha các bạn. Bụng to thì các bạn mặc váy lưng cao hoặc là mặc quần lưng cao với những cái áo này là khỏi ai thấy cái bụng các bạn luôn. Đó, hai cái đều là hiệu Calvin Klein. Mình phải thun cô tông hút mồ hôi. Và tiếp theo, bộ này đẹp quá đúng không ạ? Bộ này rất sang, rất ấm luôn, đẹp lắm luôn các tình yêu ơi. Áo này thun lông, nỉ đó, mà nỉ lông đó. Màu rất sang, rất đẹp. Đây là cái áo thun, mà cái mình thun mà CC nói với các bạn, mỗi bạn cần mua vài cái đó, vì cái thun này nó hay lắm. Nó ịn vào thịt của các bạn nhưng mà nó lại không có thấy được những cái nấng mà các bạn có. Áo này là vừa luôn, size small nè. Cái váy này là hiệu Calvin Klein. Váy này chỉ còn có một cái thôi, size medium, medium, medium. Cái áo này bạn mặc với cái áo khoác này cực kỳ đẹp, bạn có nhìn thấy không? Thật là sang và đẹp ha. Cái váy màu xám, màu đen có kim tuyến. Cái áo màu xám, màu đen có kim tuyến. Thật là sang. Phải nói là rất là sang luôn bộ này. Và tiếp theo đây, duyên dáng quá à. Đẹp quá à. Áo này là mình vải thun, mát lắm. Nếu các bạn bụng to, các bạn kéo lên như vậy thì nó sẽ phùng phùng cái này lên. Các chị em bụng to mặc được cái áo này. Áo này các chị em thắt beo đẹp lắm nha. Các chị em thắt beo, chờ xíu chút. Đây, có sẵn cái beo. Vì cái áo nó có một chút hụt hơ, cho nên là các chị em thắt hụt hơ chung luôn. Đó, các chị em nào mà cái bụng to hoặc là bụng nhỏ nhưng mà nó có cái cục mỡ ở đây nè, giống như CC đó, thì các chị em mặc như vậy đi nhà hàng ăn. Vì khi các bạn ngồi xuống, nó sẽ thấy cái cục mỡ này. Mình nhờ cái phần này nè, này, nó phủ lên rồi, người ta không có nhìn thấy nữa. Thật là dễ thương luôn. Những cái áo mà thắt được những cái beo như vậy, nó tùy theo cái mình thun, cái mình vải bạn có thắt được hay không. Có nhiều kiểu áo biết là nó rộng nhưng mà không có thắt được, thắt nó bị cợm, nó bị đùn. Thành ra khi mình ngồi xuống á, cái này nó chỉa lên. Thành ra là tùy nha, tùy cái mình vải bạn thắt được hay không. Thắt đúng ngay cái eo của mình nha. Thật là tuyệt vời cái áo này. Thun thôi, cái tay phùng phùng rất đẹp ha. Áo này hôm bữa bán một cái rồi đó. Quá dễ thương, xuất sắc bộ này luôn. Áo này size small, váy này size small. Đen, màu kem. Cái màu này nó đi với những cái hộp phơ này, cho nên cực kỳ đẹp bộ này nha các bạn. Bộ này đẹp lắm luôn đó, thiệt là thích luôn đó. Size small nè.
Và tiếp theo đây các bạn, rất đẹp luôn đó. Cái váy này mới review cách đây vài ngày thôi, nhưng mà có hai bạn nói là cái váy này chị mặc với cái áo đó không đẹp, chị có thể mặc với cái áo khác giùm em không? Thì bây giờ CC mặc với cái áo này. Bây giờ nhìn cái kiểu này trước đi. Áo này màu cà phê sữa. Đây là áo này, các chị em bụng to, thật là to, hãy mua lấy cái áo này. Rồi các bạn thắt một cái bell ngay eo và kéo cho nó phùng lên. Thứ nhất, nó làm cho cái lưng các bạn ngắn lại, hoặc là các bạn lưng ngắn là mặc như vậy. Thứ hai nữa, đây là cái bèo, nó sẽ che lấy cái bụng các bạn. Đây là cái áo tuyệt đẹp luôn. Xì xì thích cái áo này là do cái hoa nổi nha các bạn. Đây là cái điểm nhấn cực kỳ đẹp của cái áo này. Và cái cổ như vậy. Đây là thun, thun ấm. Cho nên các chị em có thể mặc khi mà trời se lạnh là được, cho tới mùa đông luôn. Áo này size medium. Áo này đó, một là các bạn mặc với quần tây màu kem, hai là các bạn mặc với quần tây màu trắng hoặc là váy trắng thì cái hoa nó màu trắng nó mới nổi được. Còn mặc với quần tây màu kem thì nó bình thường. Tại vì không có cái gì cùng với màu trắng để nó làm nổi bật cái áo được. Thì đây. Và đây là cái bóp. Bóp này của Ý nha các bạn. Da rất là mềm luôn ha. Bóp này của Ý nha. Đây là bóp đầm. Bạn đeo như vậy thì đeo, hoặc là bạn muốn sách như vậy thì bạn sách. Bóp này rẻ tiền không đắt. Da đó các bạn, da thật là mềm luôn ha. Nè, thấy cái khóa đẹp không? Quá đẹp luôn. Nó là như vậy. Màu kem rất phù hợp với cái áo mình đang mặc. Ở trong này có một ngăn có dây kéo, ở bên này có thêm một ngăn nữa ha. Rẻ tiền lắm. Cái thương hiệu này của Ý nhưng mà nó chưa có nổi, cho nên CC thấy nó còn rẻ, vài chục đô à các bạn ơi. Rẻ lắm luôn đó. Rất là tuyệt vời. Và phù hợp với lại cái bộ này vô cùng luôn. Áo size medium. Váy không nhớ nữa, nhớ size gì nữa. Váy này cũng là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, Named đó. Váy này size small, rộng lắm, lưng thun. Thành ra chị em nào size medium mua bộ này, bạn mặc rất đẹp luôn. Lưng bạn ngắn, bạn mặc cái áo này, kéo như vậy. Cái bell thì bạn muốn thắt bell gì bạn thắt. Khi mà bạn để cái bell vào ngay cái phần eo của các bạn, cái phần bụng này nó to, không có sao cả. Vì nó có này nó che lên. Mặc như vậy. Tại vì này nó không đúng size của CC ha. Cho nên là CC thắt cái dây nịch vào nhìn nó bị đùng đùng, nhưng mà các bạn đúng thì nó sẽ vừa lắm, nó không bị đùng. Áo này rất là ấm luôn nha. Nóng hừng hực rồi nè. Đây. Bóp, áo và váy, hãy mua lấy bộ này chung với nhau. Mấy tháng nữa thôi, tha hồ mà mặc. Ở bên trong, nếu mùa đông bạn mặc một cái quần ấm ở bên trong là đủ rồi. Thôi nóng quá, CC cởi ra nha. Cái áo này nó ấm quá, mỏng lắm, nhưng mà nó là len nỉ cho nên nó nóng hừng hực luôn. Và tiếp theo đây, đẹp quá đúng không ạ? Quá xuất sắc luôn nè. Áo này là thương hiệu Nine West, size X-more nè. Áo này CC có hai cái, một cái X-more, một cái small đó. Cái dây này một chút nhiêu đây, cái váy này thì nó cũng có được nhiêu đây. Quá đẹp luôn, trên cả tuyệt vời. Cái váy này mua lâu lắm rồi, cái áo này cũng mới mới khoảng tháng. Váy này thương hiệu thời trang ở Mỹ, size small mà rộng khoảng 6-8 phân, nhưng mà nó là lưng thun cho nên là các chị em có thể mặc anh gian size được. Mặc với cái áo này quá sức đẹp luôn. Bộ này là đừng bỏ qua đó. Đẹp vô cùng là đẹp bộ này luôn nha các bạn. Vô cùng là đẹp luôn đó. Quá tuyệt vời bộ này. Cái váy xẻ xẻ lên.
rất là sexy và đẹp. Quá xuất sắc bộ này. Cái tay này phùng phùng. Bộ này đẹp quá các bạn. Áo size small, váy size small. Nếu các chị em mặc được có loại váy xệ thì mặc như vậy. Nhưng mặc như vậy lưng phải dài, lưng ngắn không mặc được. Nếu các chị em mà muốn mặc xệ như vậy cũng được, nếu các bạn quen. Áo này khi mặc cũng hơi rộng, tại vì cái mình thun này. Rồi bộ này đẹp quá các bạn ơi, quá xuất sắc luôn. Bộ này CC cũng mặc được, với điều kiện là CC mặc xệ như vậy. Cái lỗ rúng nó tuốt trên này mà này nó xệ xuống dưới đây. Đẹp quá là đẹp bộ này. Bộ này cái điểm nhấn là ở dây này và dây này.